Tôi muốn nói là mẹ nấm phải là một người được chính quyền vinh danh giống như các cái tổ chức nhân quyền quốc tế đã vinh danh mẹ nấm, chứ không phải là một cái bản cáo trạng buộc tội vô lý và vô căn cứ của chính quyền. Bởi vì những cái đòi hỏi của chị Quỳnh á đều là những cái đòi hỏi rất là chính đáng của một người dân đối với trước những cái thực trạng bất công của xã hội, và nhất là trong cái sự kiện sự cố môi trường lịch sử vừa qua của Formosa. Mình thấy những cái ý kiến thì của chị đến mạng xã hội thì là hoàn toàn mang cái gọi là cái quyền tự do ngôn luận của người dân, và nó phù hợp với hiến pháp cũng như các cái công ước mà chính quyền Việt Nam đã ký với quốc tế. Cho nên là mình nghĩ cái việc mà mẹ nấm thể hiện cái quyền của mình đó là hoàn toàn phù hợp và chẳng có gì sai trái cả. Thì mình có đọc qua cái cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Nha Trang thì những cái chứng cứ mà Viện Kiểm soát đưa ra là hoàn toàn rất là mơ hồ và mang tính cảm tính. Thì nếu mà những chứng cứ như vậy thì có bất cứ người dân Việt Nam nào mà không đồng ý với chính quyền thì cũng có thể là bị bỏ tù. Cho nên là hôm nay là mình tới tham dự phiên tòa để mà ủng hộ tinh thần cho mẹ nấm, và mình cũng là một lời khẳng định của mình là những cái việc làm mà cái quyền tự do ngôn luận của người dân là phải được đảm bảo. Thì một cái nhà nước mà vững mạnh thì phải như vậy.